chào cả nhà. Phụ nữ chúng mình thì càng lớn tuổi thì sẽ càng tỷ lệ thuận với các vấn đề về da và tóc, phải không nè? Da thì mình sẽ bị lão hóa, còn tóc thì sẽ bị khô, cứng và bạc đi. Từ sau khi mà mình sinh em voi thì tóc bạc đi rất là nhanh. Và mình cũng có một vài phương pháp để mình cải thiện vấn đề này, như là mình uống hà thủ ô, thế nhưng mà nó lại không có hiệu quả lâu dài. Sau đó thì mình có đi nhuộm tóc, nhưng mà cũng chỉ được một thời gian thôi thì chân tóc bạc lại lộ ra rồi. Và cứ nhuộm và dặm thì sẽ làm cho tóc mình nó bị hư tổn, khô và sơ nữa. Và cái tình trạng mà bạc thì lại càng ngày càng nặng hơn. Thực ra thì ai cũng mong muốn mình có một mái tóc đen dài và đẹp, chứ cũng không có ai muốn tóc bạc, đúng không cả nhà? Tóc mình mà nó đen dài thì sẽ làm cho mình cảm thấy xinh đẹp hơn và tự tin hơn nè. Và hôm nay mình làm clip này chia sẻ đến với mọi người cách lấy lại mái tóc đen dài sau một thời gian bị bạc bằng bộ sản phẩm chăm sóc tóc rất là hiệu quả mà mình đang dùng. Đó là bộ sản phẩm chăm sóc tóc bạc cỏ mực mộc nhu. Và bộ sản phẩm chăm sóc tóc bạc cỏ mực mộc nhu được nghiên cứu và sản xuất bởi các chuyên gia thương hiệu mộc nhu dành riêng cho mái tóc bạc. Bộ sản phẩm được rất là nhiều người tin dùng và rất là nổi tiếng bởi các thành phần từ thảo dược rất là hiệu quả và lại an toàn nữa. Khi mình tìm hiểu về bộ sản phẩm này thì mình thấy là TV, báo, đài khen ngợi rất là nhiều, và bộ sản phẩm được kiểm nghiệm, chứng nhận an toàn và hiệu quả đối với người dùng. Và thật bất ngờ là mình dùng bộ này được 4 tháng và mình thấy tóc mình nó đen, và đặc biệt là tóc mọc ra và chân tóc cũng đen nữa. Và bộ sản phẩm dầu gội cỏ mực mộc nhu gồm 3 sản phẩm là dầu gội cỏ mực mộc nhu, dầu xả dầu dừa hương nhu và serum cỏ mực mộc nhu. Và bây giờ mình sẽ giới thiệu chi tiết 3 sản phẩm này nhé. Đầu tiên là em dầu gội cỏ mực mộc nhu. Với công dụng là mình sẽ phủ dần mái tóc bạc thành đen một cách tự nhiên nhất. Và thành phần chính của em dầu gội cỏ mực mộc nhu này bao gồm là cỏ mực nè, mè đen nè, than hoạt tính nè, bồ kết nè, mã đề và bạc hà. Tất cả các thành phần này hoàn toàn thiên nhiên và rất là tốt và hiệu quả, an toàn cho người sử dụng. Đây là chai dầu gội cỏ mực mộc nhu. Và khi mà mình sử dụng thì mình thấy rằng là tóc rất là sạch, và đặc biệt là có mùi thơm dịu nhẹ của cỏ cây như là đi spa vậy đó, rất là thích luôn. Sau khi mình gội với dầu gội cỏ mực mộc nhu sạch rồi thì mình sẽ dùng tới em này. Đó chính là dầu xả dầu dừa hương nhu được chiết xuất từ dầu dừa và hương nhu. Mình sẽ ủ tóc khoảng 5 phút để cho tóc mềm và mượt hơn. Và mọi người nhớ là khi mà mình dùng dầu xả này thì mình sẽ bôi cách chân tóc khoảng 2cm nhé, sẽ không làm tóc mình bết dính. Và cuối cùng không thể thiếu em bé xinh xinh này, đó chính là em serum cỏ mực mộc nhu. Công dụng chính của em này đó chính là nuôi dưỡng và phục hồi, giúp cho tóc bạc đen trở lại tự nhiên hơn. Và nói đơn giản đó chính là em ấy kích thích cho tóc đen mọc trở lại đấy ạ. Em này là dạng tinh chất nè, với các phân tử cực kỳ nhỏ, dễ dàng thẩm thấu vào bên trong chân tóc, mang lại hiệu quả nhanh nhất. Nhiều chị em lo sợ rằng là khi mà mình sử dụng serum thì sẽ bị bết dính chân tóc, nhưng mà mình xin khẳng định rằng là không đâu nha. Tại khi mà mình thoa lên chân tóc thì nó sẽ thẩm thấu rất là nhanh và không gây bết dính đâu ạ. Mỗi tội em này bé quá, và ngày nào mình cũng thoa thì chắc khoảng là 2 tuần là hết rồi. Mình dùng bộ sản phẩm này thì thực sự thấy rất là đáng đồng tiền. Và sau 3 tuần sử dụng thì mình thấy là tóc đã dần đen trở lại. Và mình dùng 4 tháng thì tóc đã đen hoàn toàn, và đen tự nhiên chứ không phải là giống như nhuộm đâu nha mọi người. Đặc biệt là khi mà mình dùng được khoảng 4 tháng thì nó sẽ giảm gãy rụng nè, suôn mượt hơn nè. Đây là bộ sản phẩm được chiết xuất hoàn toàn từ thiên nhiên, rất là an toàn và lành tính, và mình rất là an tâm khi sử dụng. Tuy nhiên thì cũng cần phải có thời gian để phát huy hiệu quả nhé. Chị em nào có vấn đề về tóc bạc thì mình nên sử dụng bộ dầu gội sản phẩm cỏ mực mộc nhu này nhé. Rất là rẻ luôn, chai dầu gội là 250.000, dầu xả 250.000 và em serum là 270.000. Nếu mà mình mua theo liệu trình thì sẽ còn được giảm giá và tặng quà nữa đấy ạ. Vừa rồi chính là bí quyết nho nhỏ của mình muốn chia sẻ đến với cả nhà, và chúc cả nhà sẽ sớm lấy lại mái tóc đen tự nhiên của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Serum và dầu gội cỏ mực mộc nhu hỗ trợ điều trị tóc bạc từ nguyên căn. Hotline 0919 146 444, website mocnhu.com.